Chào tất cả các bạn. Nay là dòng máy ở Đồng Xoài, Bình Phước. Hôm nay là ngày 23 tháng 9 2018. Đây, bốn số. Đấy, máy chạy 24V. Chạy 24V. Đấy. Máy này của anh Lâm ở tổ 13, ấp Tóm, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước. Rồi sẽ test thử cho anh em xem là bóng 1.000 nha. Rồi máy chạy rất là lực. Test cho anh em xem như vậy. Đấy. Cháy luôn rồi nè. Anh em có nhu cầu thì liên hệ cho bên em. Ông là Kim, tiếp tác quan nghệ 0981857767. Máy này sản xuất ngày 23 tháng 9 2018. 14 âm. Đó thì anh em có nhu cầu liên hệ thì nói chung thì qua các clip khác em cũng đã nói rồi. Thì cái này con máy này á, anh em muốn đạt á thì cọc trước cho em 100.000, quay lậu 1.000.000 tiền trách nhiệm. Đấy, rồi xong làm sao mà cho em cái địa chỉ của anh em gửi hàng vào, anh em thanh toán số tiền còn lại bưu điện thôi. Còn nhiều anh em thì tiếp cuộc điện thoại chứ nhắn tin thì xin lỗi thì phải thì thôi, chắc anh em không làm ăn được với em được rồi. Đó, anh em thì làm ăn không phải là lừa đảo chứ chịu bọt đó, rồi mong tiếng em muốn làm bán con máy rồi là anh em dùng rồi làm mối qua là mối lệ, chứ còn thân thu đâu có nhiêu, đâu có sống đời bao nhiêu đó, như nó xa cái thôi. Thì anh em thì cứ xác định muốn mua thì cứ liên hệ với em, cứ gọi trực tiếp đi, đừng nhắn tin. Mình muốn mua con máy 5-6 triệu bọt thì mình không có thể tiếc cuộc điện thoại đâu đó, anh em thông cảm thì gửi tin nhắn lại mà không trả lời đâu đó, anh em thông cảm. Thì chào tất cả anh em, có gì liên hệ với em. Số điện thoại của em. Đấy, chào tất cả anh em.